Xin chào các bạn. Chúng ta có nhiều cách khác nhau để phục hồi những cây hoa lan bị thối lá. Hôm nay mình chia sẻ cách làm mới, giúp các bạn có nhiều lựa chọn hơn để chúng ta luôn phục hồi những cây hoa lan bị thối lá, hư rễ. Cây sẽ được phát triển nhanh hơn. Các bạn hãy sử dụng xi măng trắng. Đây là một trong những loại bột giúp cây của chúng ta kháng khuẩn khử trùng rất tốt. Mình sử dụng một thìa nhỏ. Cho vào nửa lít nước. Hãy đợi cho phần cặn lắng xuống. Chúng ta sử dụng phần nước trong. Với những cây hoa lan như thế này, các bạn cần lập tức loại bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Vi khuẩn nấm bệnh trên những chiếc lá này rất nhiều. Chúng ta cần cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Và những chiếc lá này, các bạn nên để một nơi riêng biệt để tránh sự lây lan. Những chiếc rễ này bị hư, cây không thực hiện được quá trình trao đổi chất, vi khuẩn nấm bệnh lây lan rất nhanh, làm cho những chiếc lá trên đây rất dễ bị thối. Mình cần phải loại bỏ tất cả những chất trồng cũ. Môi trường độ ẩm tăng cao, chậu không thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển rất nhanh. Những chiếc rễ này đã bị hư rất nhiều. Những chiếc lá này chúng ta nên loại bỏ ra khỏi cây. Cắt bỏ những cành khô ở những vị trí này, các bạn nên làm cho thật sạch. Chúng ta cần làm nhẹ tay để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của những chiếc lá non. Cắt bỏ những chiếc rễ bị hư. Sau đó hãy rửa sạch những chiếc lá và rễ. Sau khi đã có được phần nước trong, các bạn cho một ít vào bình phun.
và các bạn phun đều lên toàn cây. Cách làm này sẽ giúp cho những vi khuẩn và nấm bệnh trên cây sẽ giảm và sẽ không còn phát triển được. Đây là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ cây khỏi nấm bệnh và ngăn ngừa thối nhũng rất hiệu quả. Đặt cây vào chậu và cho phần nước trong vào đây. Phần này chúng ta không sử dụng được. Các bạn để cho phần nước xi măng ngập hết phần của bộ rễ. Và mình sẽ để trong khoảng thời gian 30 phút. Cách làm này sẽ giúp cho những chiếc rễ luôn được bảo vệ khỏi nấm bệnh, ngăn ngừa thối nhũng. Cây sẽ phát triển nhanh hơn khi các bạn trồng lại. Sau 30 phút, các bạn lấy cây ra. Chúng ta dùng những khăn mềm và lau cho thật khô. Sau đó hãy sử dụng bột xi măng. Các bạn bôi vào những vết này. Và những vết đen của rễ. Phần lõi của cây. Hãy treo ngược cây ở nơi mát trong khoảng thời gian một ngày. Sau một ngày, những vị trí bị thối nhũng đã khô lại rất nhanh. Bây giờ các bạn có thể rửa lại cây cho thật sạch. Và lau cho thật khô. Hãy đặt cây dưới ánh nắng nhẹ trong khoảng thời gian 20 phút. Bây giờ chúng ta sẽ trồng lại. Mình sẽ trồng lại với hạt đất sét nở ra. Hy vọng với cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta luôn chăm sóc những cây hoa phong lan bị thối, cây sẽ được phục hồi tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.